Một người phụ nữ vật vã khóc lóc thảm thiết. Cạnh đó, chồng bà gục chết sau khi bị hành quyết bằng một loạt đạn. Trước đó, ông bị kết tội là địa chủ gian ác. Cảnh tượng này được các diễn viên trình diễn trong một hoạt cảnh tái hiện một phiên tòa đấu tố diễn ra ở miền Bắc Việt Nam 70 năm trước. Hoạt cảnh này là một phần trong một triển lãm về cải cách ruộng đất năm 1953 tới năm 1956, vừa diễn ra vào ngày 17 tháng 8 tại Viện Bảo tàng Bowers ở thành phố Santa Ana thuộc miền Nam bang California của Mỹ. Tại đây, khách tham quan đọc được những tài liệu ít được biết tới, được các nhà sử học người Việt và Mỹ thu thập về một giai đoạn thảm khốc của cuộc đấu tranh giai cấp mà chính quyền Cộng sản tiến hành khắp miền Bắc nhằm phân bổ lại của cải trong xã hội. Phiên tòa đấu tố được tái hiện trong triển lãm này dựa trên những câu chuyện có thật được một người từng có người thân bị bức hại trong cuộc cải cách ruộng đất viết kịch bản. Người đó là ông Dương Bá Cơ. Trong một cuộc trò chuyện với VOA từ Nam California một ngày trước triển lãm, ông kể lại câu chuyện về cuộc đời của mình, được đánh dấu bởi biến cố gia đình đầy đau đớn và một quyết định táo bạo đưa ông thoát khỏi miền Bắc dưới chế độ Cộng sản đầu những năm 1980. Xin chào quý vị, đây là podcast Chuyện Họ Kể. Tôi là Hoàng Long. Dạ thưa ông, có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của ông được không ạ? Và ông xin ông cho biết là ông đóng vai trò như thế nào trong cái buổi triển lãm ngày mai ạ? Vâng, tôi là Dương Bá Cơ, con của một gia đình là cũng tương đối tiếng tăm ở vùng Hà Tĩnh trước năm 1954. Tôi thì sinh vào cuối năm 54, tức là cải cách ruộng đất ở cái vùng khu 4, cái thời đó đó là bắt đầu đi vào kết thúc đó, thì sinh vào cuối năm đó thì là nạn nhân gián tiếp. Sau đó thì lớn lên và sống ở dưới xã hội chủ nghĩa, miền Bắc xã hội chủ nghĩa, thành thứ là nạn nhân gián tiếp sau đó. Và những cái câu chuyện mà cải cách ruộng đất đó, thì nó in vào cái trí nhớ, bởi vì những cái người lớn ở trong gia đình và những nạn nhân ở trong làng thường kể cho tôi nghe những cái câu chuyện như vậy. Và sau này thì tôi cũng góp nhặt tìm hiểu các cái tài liệu khác và so sánh và đối chiếu. Và thì từ đó, nhất là câu chuyện của gia đình ông nội là 6 nạn nhân trong cái cuộc cải cách ruộng đất đó bị vào tù. Và tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền Bắc và cũng đi vượt biên từ miền Bắc vào năm 1981 sang Hoa Kỳ định cư vào năm 1985. Bây giờ Hoàng Long xin phép hỏi về cái câu chuyện của ông nội của ông đó, thì ông có thể kể đầu đuôi cái câu chuyện đó là như thế nào không ạ? Vì sao ông nội của ông bị lôi ra đấu tố ạ? Ông nội tên là Dương Bá Linh, là làm quan lại trong triều đình nhà Nguyễn. Và sau đó thì làm kiến nghị thư cho nhà vua là can gián nhà vua đừng có bị phụ thuộc, lệ thuộc vào các cái quan toàn quyền của Pháp nhiều quá. Nhưng mà chẳng những quan Pháp họ không nghe, mà họ còn nhốt tù ông một vài ba năm ở trại tù Lao Bảo cái thời đó. Sau đó thì ông về quê bốc thuốc. Cái lúc đó thì gia đình ông là một cái gia đình giàu có vào bậc nhất cái huyện ở đó, gọi là điền chủ đó. Thì cải cách ruộng đất thì họ bắt đầu đấu tố và gia đình bắt đầu bị bắt từ năm 1953 cho đến năm 1954, 56. Vâng, thì tổng cộng là gia đình ông nội bị bắt là 3 anh em của ông nội và 2 người con trai của ông nội và 1 người em dâu của ông nội. Và một người con rể của ông nội thì bị tuyên án tử hình. Và thì từ đó tôi lấy cái bối cảnh đấu tố mà nghe những cái người lớn, những cái nạn nhân họ cứ kể lại. Thành thứ là nó in đậm ở trong cái ký ức. Và khi mà sang đây mà được yêu cầu viết kia kịch bản về đấu tố, thì tôi tổng hợp lại, tôi nhớ lại, thì viết lên cái kịch bản đó. Và bắt đầu thực hiện cho 2 ngày triển lãm của cái museum ở Santa Ana, California, thưa ông. Dạ vâng, rất tiếc là Hoàng Long không có dịp đến cái buổi triển lãm này để xem cái vở kịch này. Và cũng rất là nhiều người khác cũng chỉ nghe đến cái sự kiện này mà cũng không đến được cái
để xem được cái vở kịch hoặc là tham quan cái triển lãm này đó. Vậy thì ông có thể dùng cái lời văn của mình để mà mô tả lại cái nội dung, không cần quá đi sâu vào chi tiết, nhưng mà ông kể cho Hoàng Long và cho khán giả biết một tí về cái nội dung của câu chuyện này là đầu đuôi như thế nào ạ? Vâng, thì hầu hết các cái buổi đấu tố ở miền Bắc cái thời đó thì đều do các cái đội cải cách họ đào luyện, thì theo những cái tài liệu và những cái kinh nghiệm của những cái người nạn nhân kể lại mà tôi thu thập được đó, thì những cái buổi đấu tố hầu như là rập khuôn. Đó là họ trước hết là họ cái đội cải cách ruộng đất thì được các cố vấn của bên Trung Cộng sang đào luyện rất là kỹ càng trong vòng 3 năm. Đó thì trước hết là họ cho cái đội cải cách về để mà họ gọi là sâu rễ, cùng ăn cùng ở cùng sinh hoạt với những cái người mà bần cố nông, những cái người nghèo khổ nhất đó. Đó thì họ để tuyên truyền và tuyên truyền và gây lên những cái sự hận thù của những cái người đó đối với những cái giai cấp mà giàu có hơn ở trong làng trong xã, và từ đó thì họ tập cho cái cách đấu tố. Thì cái phương thức đấu tố thì với lại họ khai thác cái lòng tham muốn của những cái người dân nghèo để mà ai đấu tố càng nhiều, bất kể là cái chuyện đấu tố oan hoặc là đấu tố láo như thế nào đi nữa thì họ được cái quyền lợi, tức là chia cho những cái của cải vật chất hoặc là nhà cửa của tất cả những cái người giàu có hơn mình ở trong làng. Đó thì đó là cái mục đích để mà đấu tố. Thì như cái cách tuyên truyền của họ thì đưa lại ruộng đất và của cải cho dân nghèo khỏi cái sự bóc lột của các cái tầng lớp giai cấp địa chủ phong kiến, cường hào ác bá. Và thì đó là cái sự tuyên truyền của họ. Và trong cái vở kịch này đấu tố thì nội dung của các cái đấu tố, vì trong cái vở kịch nó có giới hạn về cái thời gian, thành thử là tôi lấy ba cái người lên để mà đấu tố. Thì thứ nhất á, là cái chuyện đấu tố, thường thường họ hay đấu tố là cái tội phản động, tức là nuôi giặc Pháp rồi làm tay sai cho giặc Pháp, giết hại bộ đội. Bởi vì cái thời xưa ông nội tôi cũng là một cái nhà cách mạng, bố tôi cũng là đảng viên Đảng Cộng sản hoạt động cách mạng cho Việt Minh, và có nuôi bộ đội ở trong nhà, hàng hình như là tiểu đoàn hay là cái gì đó. Thì tôi lấy cái bối cảnh đó, câu chuyện đó để mà cho một người lên đấu tố là ông nội tôi là thông đồng với giặc Pháp để mà giết hại cán bộ cách mạng, vân vân. Và cái tội thứ hai mà cũng họ thường đấu tố đó nữa là cái tội giết người, cái tội giết người. Đó thì tôi lấy một cái người lên đấu tố là vu oan cho ông nội là ngày xưa về hưu rồi bốc thuốc rồi giết con nít. À, nhưng mà kỳ thực thì cái đứa con nít đó nó bị chết đuối ở ngoài sông, và ông nội tôi cũng đã phản biện rằng là bà tố oan cho tôi vì cái chuyện đó là tôi cố tình cứu nhưng mà con bà đã chết rồi trong lúc nó 3 tuổi. Và cái câu chuyện là đấu tố cuối cùng đó là hiếp dâm. Thì trong cái câu chuyện này thì tôi lấy một vị linh mục, câu chuyện có thật của một vị linh mục, lúc đó ông trên 70 tuổi. Thì họ đào luyện, họ tập cho một cái bà giáo dân công giáo là đứng ra đấu tố ông này hiếp dâm. Thì bắt ông linh mục quỳ xuống và cái người nông dân đó xắn quần lên và sáp lại gần cái mặt của ông linh mục đang quỳ xuống là và đấu tố là phạm tội hiếp dâm, là ông hiếp dâm tôi một ngày 2-3 lần mà suốt cả mấy tháng trời. Thì ông linh mục đó rất là bình tĩnh, ông ấy nhìn lên bà này, có phải là bà là tên này tên kia không, là bà có nhớ là ngày xưa năm năm đói năm 1945 thì tôi đã cứu giúp gia đình bà khỏi chết đói. Thì bà đó có vẻ bặc cờ, hơn nữa tôi năm nay đã 75 tuổi rồi thì làm sao mà hiếp bà một ngày 2-3 lần suốt cả mấy tháng trời, sức voi nó còn chịu không thấu, huống chi là tôi. Thì tôi nói một cách hài hước và sự thật như vậy thì gây lên cả cái tòa án đó họ cười. Vâng, thì cái câu chuyện này câu chuyện thật, thì tôi đưa cái câu chuyện này để mà đưa vào cái vở kịch trong cái câu chuyện là đấu tố, và tôi thì lại thủ vai là ông nội tôi.
thành thứ là đóng cái vai là nạn nhân bị tuyên án tử hình. Vâng, thì câu chuyện nó kết thúc như vậy, thưa ông. À, dạ vâng, à, chuyển sang câu chuyện của ông nội của ông đó, thì ông nội của ông bị đấu tố về cái chuyện gì và cái quá trình mà đấu tố diễn ra như thế nào và kết cục như thế nào ạ? À? Vâng, thì câu chuyện của ông nội tôi thì đấu tố thì với ba cái lý do chính đó. Thứ nhất là thông đồng với Nhật Pháp, rồi quan làm quan lại trong triều đình Huế là phong kiến, phản động, hà hiếp dân lành. Đó là những cái tội chính họ họ kết án. Hơn nữa là quan lại địa chủ cường hào, bóc lột người nghèo và cái tội bốc thuốc giết người. Thì đó là những cái tội trạng mà cái thời mà đấu tố là thông thường nhất. Và ông nội tôi cuối cùng thì bị giam nhốt ở trong tù. Tất cả gia đình là 6 người. Và sau ông được mấy năm thì bị tuổi già sức yếu và ông đã phải chết ở trong tù. Thì lúc mà tôi lớn lên thì lúc đó thì xin phép nhà cầm quyền xin giấy, rồi lúc đó mới bốc mộ, bốc hài cốt của ông về nhà. Đó là cái tôi chứng kiến của ông nội như vậy. Thì tôi cũng không có hề chứng kiến cái cuộc đấu tố và bắt giam của ông nội và gia đình của tôi cái thời cải cách ruộng đất. Nhưng mà đó là những cái ký ức về những cái câu chuyện mà trong gia đình thường ngày kể cho tôi từ cái lúc tấm bé cho đến cái lúc mà có trí khôn lớn lên. Đó. Và kết tụ lại những cái câu chuyện mà những thân nhân của nạn nhân trong cái cải cách ruộng đất thì đúc kết lại. Dạ vâng, à, trong cả cái khoảng thời gian ông ở Việt Nam cho đến trước khi ông đi vượt biên đó thì có bao giờ nhà cầm quyền họ quay trở lại, họ xem xét lại cái bản án hoặc là cái hình phạt mà đối với ông nội của ông và họ thừa nhận rằng là có cái sự sai sót ở đây không? Và họ có bao giờ thừa nhận rằng tất cả những cái cáo buộc đưa ra chỉ là cáo buộc mà không có bằng chứng nào khác và ông cụ đã bị giam một cách oan ức không ạ? Dạ hoàn toàn không. Thì tuy rằng là ông Hồ Chí Minh thời đó là vừa chủ tịch, vừa là tổng bí thư đảng, vừa là chủ tịch nước, thì cũng có tuyên bố là sửa sai, tuyên bố là sửa sai. Nhưng mà ở đâu thì không biết, nhưng mà tại địa phương của chúng tôi đó thì hoàn toàn không có. Chỉ có ông bố tôi là vì hoạt động cho Việt Minh và bị tù của Pháp, và sau đó cũng bị kết án, thì họ kết án ông bố của tôi là về cái tội trốn thuế nông nghiệp. Thành thứ là tuyên án tù ông ấy 7 năm. Nhưng mà sau vì họ cái vụ sửa sai đó, họ sửa lại là địa chủ kháng chiến. Thành thứ là giảm cho ông ấy 4 năm tù. Và sau 3 năm ông ấy bị nhốt tù thì ông ấy được phóng thích. Và đó là về cái vấn đề sửa sai và được ông bố tôi được minh oan như vậy thôi. Chứ còn tất cả những cái thành viên khác thì không hề có cái sự sửa sai, và trong suốt khoảng thời gian tôi sinh ra và lớn lên cho đến sau này vẫn bị kỳ thị phân biệt. Chẳng những nhà cầm quyền mà ở trong học đường tấm bé cũng vậy, đến nỗi mà từ lớp 4 lên lớp 5 mà ông thầy giáo cũng không có cho tên lên lớp. Sau đó rồi lên cấp 3 cũng phải đổi địa chỉ, rồi đi các cái địa phương khác rồi mới học hết cái chương trình phổ thông. Và rất là bị kỳ thị phân biệt từ những hàng xóm bạn bè học cho đến trong học đường nữa, thưa ông. Dạ vâng, với những cái câu chuyện mà ông nghe được từ gia đình về cái sự bạc đãi đối với cha của ông, đối với ông nội của ông và những người thân khác, và với cái kinh nghiệm của cá nhân ông phải trải qua những cái sự kỳ thị như vậy, thì những cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cái nhận thức của ông khi mà ông lớn lên ở dưới chế độ cộng sản ạ? À? Vâng, cái thuở nhỏ, ngay từ thuở nhỏ mà cái lúc mà tôi đã có trí khôn á, thì tôi rất lấy làm căm phẫn và vì cái sự bất công, vì cái sự cha ông mình đã có cái lòng yêu nước rồi chống thực dân Pháp mà lại bị cách đối xử một cách oan uổng như vậy. Tất cả gia sản đều bị tịch thu trắng và để bắt vô tù và đuổi ra cả mười mấy người ra ngoài vườn, đến nỗi mà không có một cái thực phẩm nào mà để sống được cả. Ngay bà mẹ tôi cũng kể lại là bà không có sữa để cho con bú, thành thứ là phải ẵm tôi ra ngoài đường để xin
những cái người mà có con nhỏ cho bú, nhưng mà họ đều quay mặt hết. Và sở dĩ ngày hôm nay tôi mang cái thân phận và cái tên đó, nó dính liền với cuộc sống của tôi, đó là tên Cơ. Cơ tức là cơ cực, cơ khổ. Chẳng những tôi mà thôi, mà hàng xóm sau đó thì họ cũng sinh hạ một em bé trong cái hoàn cảnh cơ cực như vậy, cho nên họ đặt cái tên khổ đó. Thành thứ là cái tên của tôi nó cũng gắn liền với cái giai đoạn lịch sử đen tối của nước nhà và của cá nhân, của gia đình của tôi như vậy. Và nhưng mà sau khi lớn lên thì tôi thì không có oán hận của họ nữa, bởi vì những cái người địa phương đó mà bách hại cả gia đình tôi một cách như vậy, về phía bên ngoại cũng như là bên nội đều là nạn nhân rất là thê thảm của cái chế độ cộng sản được áp đặt lên đất nước Việt Nam, thì tôi không oán hận họ. Nhưng mà chỉ trách cứ là những cái người đứng đầu của cái đảng cộng sản, nhất là ông Hồ Chí Minh, đã đưa cái thuyết ngoại lai đó để về mà áp đặt cho cả một cái dân tộc và giết hại hàng trăm ngàn người trong cái dịp cải cách ruộng đất. Thưa ông, khi mà ông ở Việt Nam đó, thì ông Hoàng Long lúc nãy có nghe ông nói là ông ở tỉnh Hà Tĩnh rồi, nhưng mà ở cụ thể là ở địa phương nào ở Hà Tĩnh à? Vâng, tôi thì ở cái xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, và cái làng Quát á, cái làng Quát mà tôi cũng viết ngay ở trong cái vở kịch này là cái cuộc đấu tố nó xảy ra ở làng Quát. Vâng, thành thứ là tôi cũng công khai như vậy chứ không có giấu giếm. Làng Quát, Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ạ. Dạ vâng. Trong cả cái khoảng thời gian đó thì ông ở Hà Tĩnh, hay là ông có bao giờ ông dọn đến sống ở một cái địa phương khác không ạ? Không, chỉ ở Hà Tĩnh thôi. Dạ, dạ vâng. Suốt trong cái khoảng thời gian ông lớn lên ở miền Bắc đó, thì ông làm cái công việc gì ở ngoài đó ạ? Vâng, thì cái thời mà đang thiếu niên thì cũng cố gắng học cho xong trung học, bậc trung học xong rồi cũng làm nghề nông. Và sau đó xin đi công nhân cho một cái hãng đứng đóng tàu thuyền. Và sau đó thì đi vượt biển, được mấy năm thì đi vượt biển. Và... Dạ vâng, cái quyết định mà vượt biên từ ngoài Bắc thì Hoàng Long thấy là khá là lý thú. Tại vì đa phần là những người ở trong Nam họ sinh sống ở dưới cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Và sau năm 75 thì khi những người cộng sản ở ngoài Bắc đi vào thì rất là nhiều người bỏ nước ra đi từ miền Nam. Nhưng mà Hoàng Long ít nghe nói tới những cái trường hợp mà người dân ở ngoài Bắc họ cũng vượt biên. Chắc chắn là có những trường hợp như vậy. Thì xin ông kể lại cho Hoàng Long biết là cái cơ duyên nào hoặc là cái hoàn cảnh nào đưa đẩy ông tới cái quyết định đó, và tại sao ông ra đi vào năm 1981 ạ? Vâng, bởi vì sau năm 1975 thì tôi có xin giấy phép để vào mà thăm thân nhân ở trong Nam được vài lần. Đó, thì tôi cũng học hỏi và tìm hiểu những cái kinh nghiệm của những người vượt biên vượt biển ở miền Nam Việt Nam. Đó, thành thứ cái lúc mà tôi về lại quê đó, thì tôi mới tổ chức hai anh em ruột với là một người bạn nữa để quyết định là đi cái đường bộ lên Lào. Và vượt cái biên giới Lào rất là gian truân và rất là nguy hiểm. Đó, thì thành thử đi thì giấu hết gia đình và cũng tiếng tăm cũng không biết, và tiền bạc của cải thì cũng không biết, đi một cách rất là liều mạng, thành thử rất là mạo hiểm. Và đi được 2 ngày 2 đêm trốn qua biên giới ở bên Lào thì bị bắt. Vâng, nhiều lần bị bắt lắm. Vâng, sau đó thì từ từ trốn thoát. Và cuối cùng thì hai anh em trốn thoát được qua Thái Lan, còn cái người bạn kia thì bị bắt lại và họ bị dẫn độ về Việt Nam ở tù. Sau 1 năm thì anh ta chết mất xác, cho đến giờ này thì họ vẫn không có trả xác cho anh ta. Và chúng tôi thì sang được trại tị nạn Thái Lan sau 4 năm rưỡi thì được phái đoàn Mỹ phỏng vấn. Vâng, và họ phỏng vấn thì tôi không có đạt 5 cái tiêu chuẩn họ đưa ra để mà được accept vào Mỹ. Thì cái lúc mà tuyệt vọng thì không ngờ cái người Mỹ đó tinh mắt nhìn thấy một cái vết sâm ở trên ngực của tôi, thì hỏi rằng là anh sâm cái gì, sâm lúc nào, sâm để làm gì. Thì tôi mới mở cái ngực của tôi ra thì cho anh thấy, nói thưa ông, tôi là một người công giáo, tôi sâm con chiên vác thập giá Chúa trước khi vượt biên để mà
có cái động lực, có cái sức mạnh tin tưởng vào Chúa để mà vượt thoát tất cả những cái nguy hiểm, để mà tìm kiếm tự do. Thì ông có cười và ông I accept it. Và đó là cái câu chuyện Việt Minh của tôi. Nếu mà kể thì nó rất là dài dòng. Trong cái chặng đường bị bắt ra rồi bị giải đi bộ như thế nào, vượt thoát như thế nào, rất là nguy hiểm, và gian truân và bơi sông Mekong 4-5 tiếng như thế nào. Vâng, nhưng mà ở đây không có thời giờ để kể cho ông nghe. Dạ vâng, Hoàng Long cũng rất là mong có dịp nghe lại cái câu chuyện vượt thoát đó của ông. Tại vì cái câu chuyện này nó cũng rất là hay. Cho Hoàng Long quay trở lại cái chi tiết mà lúc nãy ông có cho biết là ông xin giấy phép đi vào trong Nam, và từ trong đó thì ông học hỏi về cái cách vượt biên đó. Thì cái ý tưởng mà vượt biên đối với ông đó, nó đã hình thành từ khi nào, và vì sao ông có những cái ý tưởng đó? Có phải bởi vì cuộc sống ở Việt Nam ông đối mặt với quá nhiều những cái khổ sở hay là cái sự kỳ thị không ạ? Cũng không hẳn vậy, bởi vì cái lý tưởng tự do để mà vượt thoát á, bất cứ người nào nếu mà sống trong cái cảnh mà chim lồng cá chậu, bị đàn áp áp bức cả bao nhiêu thế hệ như vậy, thì họ đều mong có một cái dịp để mà trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian như vậy. Vâng, thì đó là một cái lý tưởng, một cái ý chí, một cái ước mơ mà không ngờ được ơn trên phù hộ mà chúng tôi được thành công như vậy. Dạ vâng, khi mà ông vào trong Nam đó, thì ông có thấy những cái thực tế ở trong đó nó khác với lại những cái điều được tuyên truyền ở ngoài Bắc không ạ? Nếu mà ông có thấy cái sự khác biệt như vậy thì nó có ảnh hưởng gì tới cái tư tưởng của ông, những cái suy nghĩ của ông không ạ? Đối với nhiều người thì họ rất là ngạc nhiên, nhưng mà đối với tôi thì tôi không, hoàn toàn không ngạc nhiên. Bởi vì trong suốt những cái năm mà chiến tranh đó, Mỹ, quân lực Hoa Kỳ với lại Việt Nam Cộng Hòa mà dội bom ở ngoài Bắc, thì họ đều rải những cái truyền đơn, những cái tờ rơi, hoặc là gia đình chúng tôi cũng có một số thân nhân họ di cư vào Nam, thì lâu lâu thì được những cái bưu thiếp chỉ có viết vài dòng ngắn gọn thôi, nhưng mà gói trọn tất cả những cái ý tưởng ở trong đó. Thành thứ là đối với tôi thì tôi không có ngạc nhiên với cái cuộc sống của đồng bào miền Nam trên nhiều cái lĩnh vực. Tôi không có ngạc nhiên. Và tôi chỉ có học hỏi thêm thôi. Đó. Khi mà ông được định cư ở Mỹ rồi thì ông định cư ở đâu? Và ông làm những công việc gì để mà sinh tồn ạ? Vâng, tôi thì sang thì đi học một thời gian. Lúc đầu thì ở cái vùng Hoa Thịnh Đốn. Sau rồi rời về California và lập gia đình. Và cũng có một cái cơ sở thương mại nhỏ cũng rất là thành công. Vâng. Nhưng mà rất tiếc là năm 2020-21 thì cái cuộc bạo loạn của George Floyd đó, những cái người Black Lives Matter, Antifa đó, tràn vô cướp phá cái cơ sở thương mại của tôi đã gây dựng trong 30 năm chỉ có 2 tiếng đồng hồ, thì nó cướp sạch và tôi trở thành nạn nhân lần thứ hai ở trên đất Mỹ của những người mà có tư tưởng cực đoan cộng sản quốc tế như vậy, thưa anh. Dạ vâng, cái cơ sở kinh doanh đó là kinh doanh trong lĩnh vực nào ạ? Vâng, đó là cái tiệm vàng ạ. Dạ, bán vàng, bán hột xoàn này kia. Dạ, Hoàng Long rất là cảm thấy tiếc và xót xa khi mà nghe cái thông tin như vậy. Hoàng Long muốn hỏi ông câu cuối cùng. Rất là nhiều những cái người ở Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ bây giờ đó, họ gần như họ không biết gì hết về những cái sự kiện như là cải cách ruộng đất, những cái việc đấu tố, những cái việc hàm oan, những cái người như vậy. Và họ cũng biết rất là sơ sài hoặc là rất mù mờ về cái cuộc di cư của người Bắc vào trong Nam năm 1954 đó. Thì nếu như mà ông có thể nói, gửi một cái thông điệp gì đối với những cái người đó đó, những người mà họ chưa từng trải qua những cái kinh nghiệm như vậy đó, thì ông muốn họ biết điều gì về bản thân của ông, về cái kinh nghiệm của ông, hay là nói riêng, hoặc là về tập thể tất cả những cái người mà đã từng chịu những cái hoàn cảnh như vậy nói chung ạ? Vâng, rất là cảm ơn ông hỏi gợi ý cái câu đó. Và chính thân nhân những cái người mà gọi tôi bằng ông, bằng chú, bằng cậu này kia đó, họ sanh sau để muộn thì họ cũng không có hiểu quá trình như vậy. Thành thứ là nhiệm vụ của chúng tôi là phải không phải mình gợi lại những cái quá khứ để mà gợi lại cái sự căm thù căm thẫn này kia, nhưng mà để biết cái lịch sử nó đã trải qua như thế nào, cái
các cái thế hệ ông cha đã phải chịu là nạn nhân thê thảm như thế nào, để cho họ biết rằng là cái kinh nghiệm sống và những cái sự áp bức mà ông cha mình đã chịu. Và bây giờ thì thế hệ bây giờ và thời đại bây giờ thì rất dễ để mà tìm hiểu cho lớp trẻ. Họ chỉ có lên Google thôi, chịu khó search ra thì tất cả các cái tài liệu đều có ở trên đó cả. Vâng, chỉ có một cái lời nhắn gọn như vậy thôi ạ. Quý vị vừa theo dõi cuộc trò chuyện của Hoàng Long với ông Dương Bá Cơ trong podcast Chuyện Họ Kể. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.